Xin chào tất cả các bác. Hiện tại tôi đang ở trong một cái chung cư đang trong quá trình xây dựng. Và đây là một cái chung cư cao cấp nha các bác. Và các bác biết sao không? Đây chỉ là một cái chung cư 2 tầng. Đó. Chung cư này 2 tầng nhá, và diện tích rất là lớn. Và giá của chung cư này còn phải là bèo lắm là phải 4-5 tỷ. Thì đây là cái cổng vào của nó các bác. Đây. Wow. Đây là chung cư 2 tầng và có bể bơi. Đấy. Đáng lẽ ra là cái chung cư nó chỉ cao đến đây này thôi này, nhưng bây giờ nó cao đến tận trên này. Đây là phòng ngồi này và đây là có bể bơi. Hệ thống bể bơi bên trong luôn. Hệ thống bể bơi này không phải 20 mét vuông đấy. Cao khoảng gần 1 mét, hơn 1 mét. Ghê chưa? Đây là hệ thống lọc nước này, chắc là lọc nước. Đây, cái bơm bể vào đây. Thì đây là cái phần mặt chính của chung cư này. Đẹp không? Quá đẹp đúng không? Đây là tầng trên này. Hiện tại người ta đang trong quá trình hoàn thiện thôi. Chưa có gì cả. Nhưng mà chung cư này tương lai sẽ rất hot đấy. Nói thật, tôi có tiền tôi mua chung cư này tôi ở. Đấy, coi cái phòng bên này có. Phòng này cũng gọi là phòng ngủ đấy, hoặc phòng làm việc. Nếu mà làm phòng làm việc ở đây cũng hay, đúng không? View ra rất đẹp, tầm nhìn rất là đẹp luôn. Nhưng mà tương lai toàn bộ khu này là sẽ bị giải tỏa hết để mà xây chung cư. Đấy, cái phòng này là ok, phòng làm việc đẹp đấy. Đây là phòng khách rồi này. Phòng này phòng khách rồi, phòng nghỉ ăn chơi này. Đây là chắc là phòng nhà vệ sinh, đúng không? Đây làm phòng bếp cũng được này, khu này làm bếp cũng được, ok. Bếp chỗ này đẹp. Đấy. Phía trên đấy, phía trên của nó, trên này còn mấy tầng, mấy phòng nữa. Đó. Nó đi lên thì coi. Đấy, cái chung cư này có một cái đường lên ở đây này. Đấy, cầu thang lên. Hay không? Khiếp này, chung cư mà có 2 tầng, mà còn có cả bể bơi nữa. Khiếp, tiếp giáp hai bề mặt tiếp giáp nữa, rất đẹp. Tên này thì có thể nó rộng hơn xíu này. Đó, đi xuống khiếp nhỉ, xây nhà 2 lầu đã ác rồi. Phía sau này nó có cái cầu thang thoát hiểm này. Đấy, cầu thang thoát hiểm này, ác không? Bên này phòng phòng đấy kinh như của nhà khác, cái này là của nhà khác luôn. Nó thông ra mấy nhà, trong một tầng này có 3 nhà, đấy, 3-4 nhà gì đó. Đấy. Thì đây có một phòng này. Phòng này có thể làm nhà kho. Nó được đúng không? Đây là có thể làm nhà kho ở đây. Là hay. Chỗ này có thể đặt máy giặt này, hoặc phơi áo quần ngoài này này. Đúng không? Đặt máy giặt ở đây. Chỗ này thì có thể làm phòng ngủ hoặc là phòng khách cũng được. Phòng ngủ ở đây. Đây. Cũng được đúng không? Wow, quá đỉnh luôn. Đây là căn hộ thô thôi. Đây là cái tầm nhìn đứng từ trên tầng nhìn xuống. Đây sẽ có cái lan can nhìn xuống này. Wow, VIP quá. Trời ơi. Đây. Và đây coi này. Đây có một cái phòng. Có thể đây là phòng tắm. Ok, phòng tắm ở đây đẹp đúng không? Phòng tắm ở đây. Đấy, phòng tắm đấy. Ngay cỡ bên Mỹ chưa chắc có những cái căn hộ đẹp như thế này. Đấy, người Việt Nam ấy rất là giàu đúng không? Ở những căn hộ khủng khiếp. Đây có một phòng phòng siêu tắm luôn. Phòng này phòng siêu vệ sinh luôn. Siêu to luôn. Wow. Khiếp nhỉ. Ôi trời ơi. Còn đây là phòng đây gọi là phòng ngủ, có thể làm được phòng ngủ ở đấy, hoặc phòng làm việc ở đấy. Đấy là một nhà của chúng ta là có rất là nhiều phòng. Có rất là nhiều người ở. Ông bà cha mẹ ở chỗ này là xả láng, sướng. Không có gì phải chê. Đỉnh nha. Wow. Thì hiện tại video này thì tôi chỉ giới thiệu căn hộ thô thôi. Còn con căn hộ hoàn thiện thì tôi sẽ đăng ở video sau cho các bác nhé. Đấy. Căn hộ ở đây này. Đấy, nhìn xuống. Đấy, hồ bơi sướng không? Ô, đi về ngay nhà xuống tắm sướng quá trời. Lát nói vậy chứ lát tôi phải đi bơi cái nào rồi không bơi. Tuyệt của mèo.
đấy phòng tuyệt nha. Thế đây mới chỉ là một cái mẩu thôi, cái căn này là căn rửa. Để qua cái căn khác coi, lướt qua căn khác một xíu nha, xem như thế nào. Đây là căn khác. Căn này thì nó cũng thế thôi. Đây nhà vệ sinh. Căn này như nhỏ hơn xíu. Không biết có nhỏ hơn không. Ồ. Đấy, căn này thì nhìn cũng được đó. Căn bên này cũng đẹp. Tôi thấy căn phía bên này đẹp hơn. Căn góc, căn này là căn góc rồi. Căn này là căn góc rồi. Căn này là căn góc. Căn góc này đẹp hơn. Có thể tiếp giáp nhiều mặt. Đấy, hồ bơi. Nó cũng căn rửa thì không đẹp bằng mấy căn góc. Căn góc đẹp không? Đẹp đấy. Tuyệt nhỉ. Wow. Đỉnh quá. Đấy. Cầu thang làm rồi này. Đá ốp rồi này. Đây là căn góc tiếp một căn khác. Căn này thì đã làm rồi, làm cái ban công này rồi, lan can. Khiếp quá. Wow. Căn góc nó đẹp phết này, lan can này. View hai hướng view luôn. Wow, dễ hô bơi vừa chứ. Đỉnh. Đấy thì tôi chỉ giới thiệu cho các bác cái căn này nó là như thế. Thì đây là cái chuyên mục đột nhập các cái căn hộ của tôi. Thì nhà tôi gần đây cho nên tôi mới tự do chạy đi chạy lại cái khu này. Rồi cảm ơn các bác nhé, nhớ đăng ký kênh nhé. Đây, đây chỉ là cái căn hộ mà khi mình người ta hơi sơn lên nữa đấy. Đấy, hai tầng. Người ta hơi bắt mà bật lên rồi. Đã có sơn màu lên một chút rồi, nhìn nó cũng khá hơn đúng không? Đấy, cái hồ dưới kia. Tuyệt nhỉ. Sơn lên rồi đấy. Nhìn nó thoáng hơn đúng không?